Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay kênh Tiểu sử Ngôi sao xin phép được giới thiệu tiểu sử bà Lê Thị Thu Hằng. Bà Lê Thị Thu Hằng sinh ngày 2 tháng 12 năm 1972 tại Hà Nội, là một nhà ngoại giao người Việt Nam. Bà hiện là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam. Bà từng giữ các chức vụ người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, đồng thời là trợ lý Bộ trưởng kiêm Vụ trưởng Vụ Thông tin Báo chí của Bộ Ngoại giao từ ngày 30 tháng 3 năm 2017. Thay cho ông Lê Hải Bình. Xuất thân và trình độ học vấn, Lê Thị Thu Hằng sinh ngày 2 tháng 12 năm 1972 tại Hà Nội. Lê Thị Thu Hằng là học sinh chuyên tiếng Nga khóa đầu tiên của trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam. Năm 1994, bà tốt nghiệp cử nhân Anh văn khoa phiên dịch tiếng Nga, trường Đại học Ngoại ngữ, nay là trường Đại học Hà Nội. Bà thông thạo tiếng Anh và tiếng Nga. Bà còn có bằng cử nhân luật, trường Đại học Luật Hà Nội. Bà lấy bằng thạc sĩ ngoại giao và truyền thông quốc tế, Đại học West of England, Vương quốc. Sự nghiệp. Từ năm 1996, 24 tuổi, bà vào ngành ngoại giao và bắt đầu công tác tại Vụ Thông tin Báo chí, Bộ Ngoại giao Việt Nam. Từ tháng 5 năm 2011 đến tháng 12 năm 2024, bà làm tùy viên Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga. Sau nhiệm kỳ tại Liên bang Nga, bà trở lại công tác tại Vụ Thông tin Báo chí. Từ 2009, bà làm Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin Báo chí. Từ tháng 1 năm 2012 đến tháng 5 năm 2015, bà là tham tán công sứ, người thứ hai Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland. Tháng 11 năm 2015, bà giữ chức quyền Vụ trưởng Vụ Thông tin Văn hóa, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài. Từ tháng 6 năm 2016 đến tháng 3 năm 2017, bà là Vụ trưởng Vụ Thông tin Văn hóa, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài. Chiều tối ngày 29 tháng 3 năm 2017, bà được bổ nhiệm làm Vụ trưởng Vụ Thông tin Báo chí, người phát ngôn Bộ Ngoại giao từ ngày 1 tháng 4 năm 2017. Vào ngày 16 tháng 8 năm 2021, bà được trao quyết định bổ nhiệm làm trợ lý Bộ trưởng kiêm Vụ trưởng Vụ Thông tin Báo chí. Tại quyết định số 1558 QE-TTG ngày 2 tháng 12 năm 2022, bà được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Tại buổi họp báo của Bộ Ngoại giao chiều ngày 5 tháng 4 năm 2018, trả lời phóng viên về việc một số tổ chức nhân quyền lên án phiên tòa cùng ngày xét xử sơ thẩm 6 bị cáo, trong đó có luật sư Nguyễn Văn Đài, bị Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao truy tố về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Bà Hằng khẳng định. Về thông tin do một số tổ chức nhân quyền đưa ra, tôi bác bỏ những thông tin sai sự thực, thiếu khách quan. Ở Việt Nam không có cái gọi là tù nhân lương tâm, không có việc những người tự do bày tỏ chính kiến mà bị bắt giữ. Cảm ơn bạn đã xem video tại kênh Tiểu sử Ngôi sao. Hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nhất nào từ kênh nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.